Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về những khó khăn trong công tác xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường xen cài trong khu dân cư. Theo Sở Tài nguyên Môi trường, khi thực hiện thí điểm xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn khu phố 4, phường Đông Hương Thuận, quận 12 đã phát sinh nhiều vấn đề khó khăn như các cơ sở bắt buộc tự ngưng hoạt động nhưng không chấp hành, chậm triển khai việc xây dựng nhà xưởng tại vị trí mới, có hành vi đối phó, tháo dỡ niêm phong, không chấp hành quyết định xử phạt. Những hành vi chây ì của các cơ sở vi phạm đã gây bức xúc cho người dân và gây khó khăn cho đơn vị xử lý. Vì vậy, Sở Tài nguyên Môi trường kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét trình các cấp có thẩm quyền bổ sung biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính như ngừng cung cấp điện, nước cho công đoạn sản xuất của cá nhân, tổ chức vi phạm về môi trường để buộc các chủ thể phải tự khắc phục hậu quả.